Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chào mọi người. Nhân dịp xuân Quý Mão năm 2023, gia đình Cooking with Hoàng Yến xin gửi lời chúc đến đại toàn thể đại gia đình YouTube cũng như là quý vị khán giả trên khắp năm châu hưởng một mùa xuân thật là như ý, một năm mới nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng và mọi điều tốt đẹp may mắn đến với toàn thể mọi người trong năm mới này ha. Mong rằng năm mới này sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp và phát đạt đến với mọi người. Xin kính chào. Chúc mừng năm mới. Bye bye.